xin được kính chào quý ông bà cô bác, cô chú anh chị các bạn cùng đến với kênh YouTube của em. Hôm nay trong video này em sẽ giới thiệu đến quý vị một nơi ăn uống ẩm thực hết sức là thoáng mát bình dân và một quang cảnh rất là đẹp thưa quý vị. Bảo đảm quý vị nhìn vào quý vị sẽ mê liền, và khi quý vị về lại thành phố Nha Trang, đến với thành phố Nha Trang của mình thì quý vị có thể sử dụng dịch vụ ở đây. Bảo đảm quý vị sẽ có những giây phút thư giãn, thoải mái và thưởng thức những món ngon bên khu vực này. Dạ, và nơi em đang đứng ở đây đó là một cung đường. Đây là đường Xuân Lạc thưa quý vị. Của ở đây là thuộc Vĩnh Ngọc, Nha Trang. Đây là một cái cung đường mà ngày xưa thì cũng là đất thôi. Dọc dọc ở đây cũng rất nhiều những cái căn nhà cổ. Và đặc biệt là phía bên này có một dòng sông. Dạ, đây là sông Cái thưa quý vị. Cái gì vậy? Dạ, và hôm nay thì em giới thiệu quý vị đây là một cái vị trí ăn uống. Đây được gọi là đảo gà. Thì ở đây thì đường đi như thế nào thì em cũng khó giải thích lắm. Bây giờ có ông chú ở đây. Chú cho hỏi là cái đến đảo gà này thì đi đường nào là nó tiện nhất chú ha? Đi đường Lưu Đình Của. Lương Định Của từ 23 tháng 10 đi vào. Đúng dạ. Rồi. Tới cái quán Đồng Xanh đó, có cái đường 8m đó, đi thẳng vô. Dạ. Thì có bạn chỉ dẫn chú ha. Ừ. Vòng vòng ở đây có bạn chỉ dẫn. Rồi tới lòng sông chỗ bến Lỗ Đất đó, là đảo gà nằm chỗ đó. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chú. Dạ. Chúc chú sức khỏe ha. Dạ, đây là khu vực bãi đậu xe, xe máy, xe hơi đậu ở đây. Một cung đường Xuân Lạc. Phía xa bên đây là căn nhà cổ thưa quý vị. Dọc dọc ở đây thì rất nhiều những căn nhà cổ. Và đây là một cái bến đò để mà qua được cái khu vực ẩm thực bên kia. Nằm tuốt và phía bên kia đều gọi là đảo gà. Nói là đảo vậy thôi chứ thực ra là mình phải đi qua bờ bên kia và một cái khu ốc đảo riêng biệt. Dạ, ở đây là có đảo gà Sáu Lộc và bên đây là đảo gà Đức Ông Tây. Bên nào cũng ngon hết thưa quý vị. Phía bên kia để em zoom to lên đó, bên đó là hai cái nhà hàng, một tụ điểm mà rất nổi tiếng tại khu vực Nha Trang. Đây là dòng sông Cái thưa quý vị. Mình sẽ lên những chuyến cano này di chuyển về bên kia. Con gái ơi, nguy hiểm nha, đi lên. Em con đi, bà dẫn ra, không có được, nguy hiểm đó. Hôm nay thì em có dẫn gia đình nhỏ của em đi vui chơi ở nơi đây. Sẵn tiện một ngày sinh nhật sớm của em. Em sinh ngày 19 tháng 11, hôm nay là chỉ là ngày 11 tháng 11 thôi, nhưng mà tuần sau thì em sẽ có việc bận cho nên là hôm nay tổ chức sớm để gia đình vui chơi thư giãn. Dạ, con chào quý ông bà cô bác. Thì hôm nay là nhân dịp một sinh nhật sớm của ba con, thì ba con dẫn gia đình của con đi chơi đảo gà Sáu Lộc. Dạ, và bây giờ thì gia đình em sẽ lên chuyến cano này, mẹ dẫn con gái nha. Nè, đi chơi vui không ba? Bao lâu rồi mình mới đi lại đây con? Dạ, nhớ thử xem. Lâu rồi. Nhớ lần cuối rồi đi là tầm con cũng biết nữa, lâu lắm. Con nhiều khi con còn nhớ nơi này cái kia. Dạ, và bây giờ thì di chuyển về bên bên đảo thưa quý vị.
kia là đảo Đức Ông Tây, là ông đó là người Tây hay là ông tên Tây anh? Dạ, ông người Việt Nam mà ông để tên gì không? À, người Việt Nam để tên Tây vậy cho vui ha. Dạ. Hiện tại là hồi trước là có một người Tây ở đó. Có một người Tây ở đó ha. Bây giờ mất rồi. Dạ, rồi. Hiểu rồi. Rồi, cảm ơn bác Tài. Lên tới bờ rồi thưa quý vị, ba lên được không con? Rồi mẹ dẫn con gái lên ha. Rồi cảm ơn bác Tài ha, xin chào. Dạ đây là khu vực cầu cảng. Cano cập cảng vào đây thì du khách sẽ đến với tham quan đảo gà Sáu Lộc. Dạ wow wow đẹp quá, đẹp quá. Chào chú ạ. À. Chú là chủ ở đây ạ, à, chủ quán ạ. Ờ Sáu Lộc. Dạ, chú có thể giới thiệu sơ về quán mình đi chú ơi. Rồi, xưa giờ cũng Sáu Lộc mình nói chung ở đây khách tới tham quan rồi có dù ăn uống có giỏng ghế bố rồi đó nằm nghỉ ngơi. Rồi có thể đi dạo sông quan núi hoặc tới tích tắm sông. À dạ. Ừ. Ở đây mình có cần câu cá luôn không? Có luôn. Cá luôn. Câu cá luôn. Dạ. Nào ai muốn tắm sông thì tắm. Ủa dạ sao? Quán mình mở đây là đến bây giờ là bao nhiêu năm rồi chú ha? Năm 2003. 2003. Wow, cũng lâu quá chứ ha. Dạ. Gần 20 năm rồi. Cho con đi tham quan một vòng ha. Cho đi tham quan đi đó, những cái cây đó. Wow, cái này là mình sưu tầm hả chú? À, những gốc cây này là trên 100 năm sưu tầm. Wow, cây. À, cây xài bên đây 110 mấy năm rồi. Wow, gốc to quá. Gốc tỉa quá, tỉa nhánh ra quá đẹp luôn. À, sơn cái gốc, sơn cái thân lên cho màu trắng ha. Dạ, dạ. Tận dụng những cái tán cây sồi này là một cái quầy cách xe thưa quý vị. Phía bên kia là núi ha, có dịch vụ leo núi không chú? Quán luôn núi đó, đá núi đó. Dạ, có dịch vụ leo núi không? Có, khi khách nào thích leo núi thì leo. Muốn dẫn thì có, dẫn núi. À, dạ, thú vị quá. Muốn lên tới chốt, người ta dẫn lên chốt luôn. Dạ. Ở đây có ghế, ghế dựa, ghế bố. Có cái giường tre. Quý khách nào mà thích ngồi giường thì ngồi ở đây. Còn ngoài ra thì ngồi bàn. Có mấy cái võng chúng ta có thể ăn xong rồi nghỉ ngơi ở đây, thậm chí ngủ chiều về. Hiện tại là 11 giờ trưa thưa quý vị. Dạ từ 8 giờ đến 5 giờ chiều ha. À, sau đó mình không bán nữa. Nếu quý khách nào mà nếu mà muốn chơi chiều thì phải điện trước, đặt trước để cho bếp mới về. À, bếp mới về đó, chiều lại rồi bếp mới về. Dạ. Ví dụ như 5 giờ nó đi thì nó đặt trước món rồi và mình lên làm đi món ra mình ngâm lại. Còn cái chú thì ở lại đây. Ở lại bên đây luôn, nhà cửa ở đây luôn. Ở lại đây luôn. Dạ quang dạ. Sáu ở lại đây quan quan luôn. Dạ, con thấy ở vòng vòng Nha Trang cũng có những cái nhà hàng gà Sáu Lộc á. Con trai á. À con trai mở ha. Trai dạ. Mở bốn là quán ở bên khu miền Trung thành phố Nha Trang với lại đường Phước Long rồi. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ con cũng đã từng ghé mấy chỗ đó rồi. Dạ. Đó, con chi nhánh Hồng Thơm nó. Dạ dạ. Ở đây là chú có thể chỉ rõ hơn về vị trí ở đây không chú? Vị trí như thế nào? Là địa điểm đây nè, địa điểm này là địa chỉ á. Dạ. Địa chỉ hả? Rồi, Quỳnh Ngọc, Xuân Lạc. Quỳnh Ngọc, Xuân Lạc. Quỳnh Ngọc, Xuân Lạc. Đường 23 tháng 10 đi lên đường Phương lộ 45 vô đường Lê Đình Của. Lên tới Đồng Xanh đi miết vô là cái đường Xuân Lạc. Đi thẳng rồi bắt đầu lên tới 191. Có tàu Sáu Lộc chở qua xong. Dạ rồi, cảm ơn chú rất chi tiết luôn. Dạ. Bây giờ thì em sẽ đi tham quan một vòng ở đây để quý vị có thể thấy được những cái cảnh đẹp. Rồi đặc biệt ở đây gió rất là mát. Rất là thông thoáng. Một không khí rất là trong lành. Phía lưng thì giáp núi, phía mặt tiền thì giáp sông. Giọng ghế bố, giường tre các kiểu luôn. Ở đây có mấy bụi tre lớn. Ở đây là cái đường mòn có thể đi qua được cái phía nhà hàng bên kia nữa.
đi men theo cái dòng này, men theo dòng chảy này của dòng sông Cái thưa quý vị, là đến với khu vực chỗ cầu sắt, cầu sắt chỗ khu vực đập ngăn mặn, rồi đi tới nữa thì có thể đụng được cầu Trần Phú luôn. Ra chỗ đó là chảy ra cửa biển. Tham quan dòng sông thì yêu cầu thì tàu ở nhà cũng chở đi tham quan dòng sông chơi. À thì là có cái dịch vụ là tham quan dòng sông kiểu river tour luôn. River tour. Dạ quá hay, quá hay. Thì lên đây thì có cái nhà cổ trăm mấy chục năm ở trên đầu trên đây. Dạ. Đó, ví dụ như biết khách nào mà thích đi cũng cảnh thôn quê rồi dạo rồi đó thì có những cái dịch vụ là làm lò, làm chiếu, làm đồ á. À, công. Có mấy làng nghề ha. Làng nghề, làng nghề truyền thống. Rồi những cái chỗ mà những em bé bồ côi rồi ở nữa. Những cái chỗ bồ côi nữa cũng có nữa. Dạ, những dạ. Bồ côi. Dạ. Những cái em bồ côi, nuôi mấy cái em bồ côi á. Dạ, dạ. Có cũng mấy ông hay dắt khách đi, khách đi đó, tour. Dạ, dạ. Bây giờ cái dịch vụ ở đây nó bỏ cái đường này cho ngựa rồi, chứ hồi đó cho ngựa. Đi cái tour là về dắt xe ngựa đi khách đi không à? À dắt xe ngựa cho khách đi nữa, vui vậy. Dạ dạ. Khách tới, khách tới. À thêm một tốp khách ở một cái bến đò vị trí khác nữa thưa quý vị. À đây là khách đi chơi dòng sông ha. Rồi ghé qua đây luôn. À tức là quý vị có thể book một tour river tour ở đâu đó trên thành phố Nha Trang, khi mà đi ngang dòng sông Cái tới Hòn Thơm này có thể là ghé vào đây mình sử dụng cơm trưa luôn. Đây là những vị khách tây thưa quý vị. Hi, hello, welcome to Sáu Lộc Island. Yeah. Từ từ lấy vô cho cách tước lên chứ sao rồi. Từ từ. Từ từ. Gì tôi không lên từ từ. Cách tước lên cho nó nôn gì rồi. Ok. Dây đầu. Rồi. Đây đây. Ok. Mama. Slowly, the careful. Yeah. Wow, chú Sáu nói tiếng Anh hay quá. Jumping through the water. Yeah. Yeah, hello, welcome. Hello, sir. Yeah, come here, or sit up, please. Over there, okay. Rồi ông bỏ tôi luôn không? Lấy dây cột cho ảnh, dạ. Bây giờ là để neo đậu ha. Những vị khách tây thưa quý vị tham quan và sử dụng dịch vụ ở đây. Hôm nay thì em có dẫn gia đình nhỏ của em, vợ và hai đứa con nhỏ, một buổi tiệc sinh nhật sớm của em đáng lý tuần sau, nhưng mà tuần sau thì em có việc bận đi công tác. Em ơi, chào mọi người. Dạ. Chào các bạn con. Các bạn con. Em ơi. Chào em chào ông bà cô bác đi. Em chào ông bà cô bác. Giỏi quá. Em kêu món gì chưa? Em kêu món gà. Món gà hả? Wow wow, kêu món gà luôn. Ba kêu món gì cho con? Con chiên trứng ha. Ở đây rất là mát thưa quý vị, gió hiu hiu, thậm chí là gió mạnh luôn. Cô đã chơi gì vậy? Và bây giờ thì em sẽ đi khám phá một vòng ở khu vực bếp, xem thử như ở đây họ chế biến và ra món hấp dẫn cỡ nào. Ở đây thì mỗi bàn sẽ được cấp một bếp lò than và quý khách có thể nướng tại chỗ.
Còn những người nào mà sợ khói ám vào phòng người thì kêu quán nướng tại đây luôn. Cái này là gà nướng muối ớt thưa quý vị. Mấy cái bếp than nè để dành bố trí ra các bàn. Đây là nồi bún bò thì phải. Này là có thịt bò nè, bò nạm, bò con. Là khu vực bếp lạnh là rau củ quả. Ở đây rất là đa dạng món thưa quý vị. Em sẽ xem cái menu. À đây là cái menu của cái bán quán. Quán gà sáu lập nha. Món khai vị là khoai tây chiên, sake, chả ram, bắp xào hành, bắp cọi luộc, la ghim hai trứng, la ghim kho quẹt, cải xanh xào tỏi, khổ qua xào trứng, khổ qua dăm băm, đậu hũ trứng chiên, đậu hũ chiên sả, salad dầu giấm, cải chua xào tỏi, salad trộn bò, salad trộn hải sản, rau muống xào tỏi, đậu hũ chiên, lõi xoài, 40. Được rồi con cứ lật từng trang ra là được rồi. Đây là mẹt quý vị. Có những cái gói combo, những cái option để chúng ta có thể lựa chọn. Đây cũng là tiếp tục những cái option. Và ở đây là chuyên món gà. Quý vị có thể mang thêm những cái đồ hải sản tươi sống qua bên đây và sẽ được tính thêm phụ phí để mà người ta sẽ phục vụ cho mình. Hiện tại thì nhà em kêu món gì em? À em kêu cái mẹt năm. Mẹt năm ha, còn là option thứ năm đúng không? Đúng rồi, là option thứ năm á. À, có lẩu không? Không, gỏi xối mỡ em không thấy trong này nó ghi lẩu. À, thôi kệ cũng được. Xối mỡ, cháo với lại xôi. Ở đây em có con nhỏ cho nên em hạn chế sử dụng bếp than. Dạ, đây là cái phần cơm chiên của con trai. Ảnh đi đâu cũng món cơm chiên là chủ đạo thưa quý vị. Xin chú mấy chén này con. Này, sẵn đi quý vị, cái dĩa đậu phộng vô mình không có dùng để biến phát. Đi vô chú cho con gửi lại, con không ăn đậu phộng. Là cho con ba cái chén. Vô ba. Vô. Hôm nay chú mình sinh nhật ba nha. Sinh nhật ba, happy birthday. Nó biết chú mình sinh nhật ba. Quay 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 nhé. Có biến nha. Đây, vẽ đây. Uống nha. Xem có biến trong điện thoại kìa. Nè bé nè, thấy chưa đó. Bé chúc mừng sinh nhật ba đi. Chúc mừng sinh nhật ba. Hát hay hát bạn vô. Happy birthday. Cảm ơn con gái nha. Cưng quá. Nay đi chơi vui không? Vui. Đi đảo vui không? Vui. Đi, đi tàu vui không? Vui. Ừ. Đây là dạ đây là cũng lần thứ nhiều lần rồi quý vị. Em cũng đã đến với nơi này. Một nơi rất là đẹp và rất là thoáng, rất là yên tĩnh. Ở đây mình có thể sử dụng được những buổi cơm trưa, cơm chiều. Ở đây chỉ bán tới 5 giờ chiều thôi thưa quý vị. Thì ở đây là chuyên về những cái món gà. Thì chế biến ra rất được nhiều món. Và ngoài ra thì quý vị có thể mang thêm những cái hải sản, những cái món ăn mà quý vị mang theo. Thì quý vị sẽ được họ chế biến, nhưng mà phải tính thêm phụ thu. Và cũng bình thường thôi. Một quang cảnh rất là thoáng mát.
cái này mà quý vị ăn cơm xong thì no bụng là sẽ cảm giác là buồn ngủ, thì có những cái võng ở đây mình có thể nằm ngủ được rất là thoải mái luôn. Ở đây vào những ngày lễ quý vị phải tranh thủ đi tới đây sớm, chứ không thôi là sẽ hết chỗ hết bàn. Đi mình đi đâu á thì có thể ngồi bàn tre, hoặc là ngồi ở cái bàn như bình thường, và hoặc là mình ngồi trên những cái giường bằng tre quý vị, ngồi rất là vui, rất là hay. Dạ kính thưa quý vị, đây là một cái mẹt option 5, là gồm có xôi, đây là xôi, có chả ram, gà nướng mè, còn bên đây là gỏi gà rau răm. Dạ nó chín rồi sao nấu khỏi. Gỏi gà rau răm thì đây là một món lòng. Lòng gan thì món xào. Ở đây thì nãy em kêu thành cháo nhưng mà đây làm lộn cho nên là vẫn đổi được thưa quý vị, vẫn đổi được. Vậy đổi cho con món cháo ha, cho mấy bé nhỏ ăn. Dạ cảm ơn chú. Và cái mẹt này là hồi nãy là option 5 hả mẹ ha? Đúng rồi. Option 5 là giá khoảng 400 ngàn. Miếng gà nướng nè. Gỏi nè. Wow, da gà, nhìn da gà đã quá. Ba ăn đi con. Con ăn gì con bóc đi. Ăn gỏi gà. Mà em gọi gấp mà ba ăn gà. À thôi gấp cho em trước đi, gấp cho em trước đi con. Này gấp cho em trước đây, đâu em đưa chén ra đi, em đưa dĩa ra. Gấp để anh này, hai gấp nha. Anh hai gấp cho em cái này nè. Ừ, không gấp cái. Cái này đâu có ăn được. Này chén à, đây nè. Rồi, không bỏ qua dĩa cho em. Em đòi dĩa mà. Dê hả? À. Rồi, gấp da gà cho em. Bỏ dĩa ham dĩa đó. Rồi. Cảm ơn anh ba đi. Ăn da gà hả? Có chấm gì không? Con ăn rồi cho ý kiến nha con trai nghe. Con ăn hành tây được không? Con gấp hành tây nhiều vậy? Con ăn thử miếng gà đi. Coi thử gà thịt dai không? Gà dai là gà ngon đó con. Miếng gà rất là dai nha. Thì con thấy là nó tẩm ướt gia vị cũng vừa phải, không mặn không ngọt, miếng gà rất là ngon. Vô nè, vô với ba nè. Vô. Vô biết. Vô em gái, vô nè. Vô. Con ăn thêm miếng gà nướng thử đi ba. Chị nãy mày có kêu lòng nấu cháo đúng không? Không phải nãy đổ lòng nấu cháo mà. Cái nhầm mà lại có rồi. Thôi khỏi đi cho. Khỏi luôn hả? Cái này để gì? Tại vì kêu này để gì? Xào mướp, xào giá, xào mướp. Rồi mẹ ăn thử miếng xôi đi rồi cho ý kiến ha. Xôi ngon mẹ. Xôi của mình cũng được. À xôi cũng bình thường ha. Bà ăn thử miếng gà nướng đi con, ăn thử miếng gà nướng coi thử. Đó, con ăn thử miếng da đó. Đó. Có cay không? Da giòn không? Dạ rất giòn luôn. Thịt cũng ngon, không có cay luôn. Ngon. Còn ăn thử miếng da của gỏi gà đi. Da gà rất là béo.
nó cũng có một độ dài. Rồi con ăn ha. Gió đang càng ngày càng lớn quý vị. Thổi rất là mát. Cái dòng chảy nè. Cái dòng chảy quý vị có thể thấy nước chảy rất là xiết. Thứ sáu là con sẽ đi học về vào buổi trưa. Thì khi qua đảo gà con tranh thủ ăn hoặc là con nằm nghỉ một chút. Nằm ở đây mà nhìn mấy cái cảnh đẹp này đã dễ ngủ. Dạ, và bây giờ thì em sẽ thử món món gà. Đây là món khoái khẩu của em. Miếng này thịt nạc để dành cho vợ con. Da gà nào con gái ăn không? Da gà ngon lắm nè. Ừ. À, của con đây nha, ăn đi. Ăn đi cho nó mềm, cho nó giòn, chứ để hồi để lâu nó mềm nữa không? Nữa hả? Mà nó cay đi. Không có cay, gà đây không có cay đâu. Đây của con nha, chúc con ăn nha. Cay không? Cay hả? Cay thôi để nó chúc con ăn nha. Em sẽ thử một miếng gỏi gà thử quý vị. Miếng chả ram. Ngon lắm à. Em chơi gì đó? Em chơi nhún nhảy. Em chơi nhún nhảy hả? Con nhặt lọt xuống ngang. Cứ chừng lọt xuống nha. Ở đây là đi lên núi. Đó, núi bên đây. Em sẽ khám phá một vòng. Đây có xoài, mấy cây thanh long à, thưa quý vị, thanh long. Đây ra trái thanh long rừng. Cá xích đu. Sau khi ăn xong thì hóa đơn chỉ có 549.000 thưa quý vị. Với những món như thế này. Và bây giờ thì em sẽ di chuyển về lại bờ bên sông. Đây phải ra chờ cano rồi. À trước đây có con khỉ à, qua chơi xích đu em. Thì em chơi xích đu đi. Rồi em chơi xích đu đó đi. Đây ba cầm nha. Rồi.
Bao qua đẩy cho em đi con. Ở đây rất nhanh chóng, hướng nếu có khách thì bên đó chạy về đây là chở khách bên này về lại bên bờ, hoặc là nếu không có khách thì sẽ chủ quán sẽ điện thoại về bên đó và sẽ gửi cano qua rước khách về lại. Rồi đi về thôi, có cano rồi. Dạ em xin nhắc lại vị trí ở đây, đó là khu vực ở Hòn Thơm, địa chỉ là bên đường Xuân Lạc, thôn ở xã Vĩnh Ngọc. Rồi mẹ ẩm em lên luôn ha. Đúng rồi, chị thay bên xuống rồi. Giỏi. Dạ dạ, ngủ nghỉ luôn cô, chào cô ha. Em đây em đi cano, em thấy vui không? Nếu mà mình đi một vòng là tham quan xong luôn thì bao nhiêu anh? Nè, không có chở nè. Không, không chở hả? Đón khách nè, đón chở không? À. Hồi trước ai đi, ai lấy chị bên trong? Không đi hoàng bên trong đó luôn, nhớ không? Lâu rồi, lâu rồi. Đi xe không? Đi gần tới chỗ cầu sắt hay là cầu gỗ Phú Kiểm gì đó. Cặp cạn chúc bác ta sức khỏe nha. Cảm ơn anh nha. Rồi, cảm ơn nha. Dạ rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn bác Phi. Dạ rất đơn giản thưa quý vị, chúng ta có thể đến với đảo gà ở bên Hòn Thơm và sử dụng dịch vụ ở đây. Đi cano thì từ đây qua bờ bên kia thì không có tốn tiền, miễn phí hết. Hiện tại thì qua bên đó sử dụng dịch vụ
rồi chúng ta sẽ ăn ngủ nghỉ bên đó, rồi chiều chúng ta về mát mẻ. Dạ, một vòng khu vực ở đây giới thiệu được quý vị đến một cái vị trí địa điểm rất là đẹp và rất là thú vị khi đến với Nha Trang. Em xin kết thúc video này, rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Chào tạm biệt, trân trọng.